Mến chào toàn thể quý khách hàng và nhà đầu tư nha. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng ở thực tế dự án. Con đường mà Trọng Thơ đang đứng là tuyến đường Minh Thành An Long. Chạy thẳng chúng ta sẽ về An Long Phú Giáo Bình Dương. Và từ vị trí Trọng Thơ, chúng ta chạy theo hướng camera chỉ có 150m là chúng ta đã giao nhau với tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Và ở đây những dịch vụ như nhà nghỉ, karaoke chiều xuân, những nhà phố thương mại và những dịch vụ ăn uống đã được mở ra tại quỹ đất của BKMX nha. Vì hiện tại khu vực này là ba trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay và đã đạt chuẩn quốc gia. Và hiện tại khu vực Trọng Thơ đang phân phối diện tích chuẩn là 5x30, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Sau khi công chứng, chúng ta xây dựng được ngay, kinh doanh buôn bán cho thuê được liền. Và vị trí Trọng Thơ đang đứng đây cách chợ Minh Thành chỉ có 80m. Và trước camera là chợ Minh Thành mở rộng. Quý khách hàng đầu tư vào khu vực này thì tiện ích là gần chợ, gần trường, gần khu công nghiệp 450 ha, đã có hơn 30 nhà máy đi vào hoạt động. Và ngay sau lưng ủy ban, song song quốc lộ 14 có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua, tiện ích đầy đủ và tiện kinh doanh buôn bán được ngay. Thì hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để được hỗ trợ tư vấn và xem thực tế dự án. Hãy nhanh tay để chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, xin lợi nhuận nhanh nhất cùng Trọng Thơ. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất và cập nhật tình hình tại dự án sớm nhất. Trọng Thơ xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại toàn thể quý khách ở những video sau. Chúc quý khách hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn BKMX. Xin chào và hẹn gặp lại.